Rồi mình chào khán giả đã trở lại với kênh Vườn Tròn TV của mình. Hôm nay mình đến với chùa Tam Túc để quay review cùng cảnh những chiếc ngon của chùa Tam Túc như thế nào để cho khán giả cũng được theo dõi nha. Đây là cùng cảnh nhà ga của chùa Tam Túc nha các bạn. Nay Vườn Tròn TV đến đây để review và chia sẻ về cây ngon chùa Tam Túc có sự chuẩn bị như thế nào cho mùa giải Ốc Bóc 2023 hay không, đó với giả cùng theo dõi nha. Đây là tường cảnh nhà ghe của chùa Tam Túc, và bên trong nhà ghe này thì có 3 chiếc nhà ghe nha các bạn. Và đây là chiếc ghe ngon tập giờ của ghe ngon chùa Tam Túc, và ghe ngon tập giờ của Tam Túc 2 nha các bạn. Đây cùng cảnh và bên cạnh đó đây là chiếc ghe ngò sử dụng cho việc thi đấu của chùa Tam Túc nha mọi người. Đây là ngò mang số báo danh số 10 nha mọi người. Vừa rồi thì ghe ngò Tam Túc thì chỉ lọt vào top 8 đội mạnh thôi. Đây cũng nhà ghe, và bên cạnh đó thì có một chiếc ghe ngò nữ thì đã lọt vào top 2 đội mạnh của tỉnh Sóc Trăng nha, đạt hạng nhì nha các bạn năm 2022. Đây cũng bên trong nhà ghe rất là rộng rãi luôn nha các bạn. Đây xung quanh cái nhà ghe màu cũng giảm theo trên cái lớp mẹ con Vườn Tròn TV đi một vòng xung quanh cái nhà ghe chùa Tam Túc. Đây là xung quanh bên trong cái nhà ghe chùa Tam Túc, rất đẹp luôn nha. Đây cũng cảnh bên trong. Bên cạnh đấy là ghe ngò chùa Tam Túc thì có tới hiện tại có tới 5 chiếc ghe ngò đang để trên chạy ghe nha, tổng cộng 6 chiếc và một chiếc ghe độc mộc nữa nha mọi người. Nên mình sẽ review sơ một vòng xung quanh về cái nhà ghe và chia sẻ đôi chút cái thông tin về ghe ngò Tam Túc 2 có sự chuẩn bị như thế nào cho mùa giải Ốc Bóc 2023 hay không, cho quý khán giả cùng theo dõi nha. Đây cũng cảnh xung quanh cái nhà ghe chùa Tam Túc 2, chùa Tam Túc ngôi chùa rất là nhiều chiếc ghe ngon luôn nha các bạn. Đây cũng cảnh cái bên trong nhà ghe chùa. Và đây là cái ngon nữ của Tam Túc như nha. Thì mùa giải mình giải vừa rồi cũng đạt cái hạng nhì nha ông gia, để thất bại trước đội ngon nữ chùa Ô Chung với chết nha ông gia. Xung quanh cái nhà ghe rộng rãi luôn nhau nha, và chiếc ghe ngon mà vẫn còn rộng. Còn đây cũng có hai chiếc ghe nữa nha, mình sẽ lại đến đây review hai chiếc ghe cho nha.
Đây là ghe ngô tôm núp mọc như vậy nha. Con rồng đỏ. Đây là cái ghe mua từ chùa đi chóp để cho nữ tập luyện như vậy. Đây cũng cảnh ghe ngô tôm núp. Tôm núp mọc là năm nay không biết có kế hoạch thi đấu hay không, mình sẽ review sơ một vòng cái xung quanh cái nhà ghe cho quý vị không chị ạ. Đây cận cảnh cái ghe ngô nữ để tập luyện của tôm núp mọc nhiều nha. Và bên cạnh đó thì có chiếc ghe ngô thi đấu của tôm núp một. Đây là con rồng đỏ nha, được để trong nhà ghe rất là kỹ, rất là sạch sẽ luôn, đã đúc hết rồi. Và bên trong rất là rộng rãi luôn. Thì bên cạnh đó thì trong chùa tôm núp thì sẽ diễn ra lễ hội Tết cho Chư Nam Khmer, cổ truyền dân tộc Khmer, thì sẽ diễn ra trong 3 ngày nha quý giá, 15, 16, 17 nha quý giá. Và có diễn ra cái hoạt động là đua ghe ngò mini nha quý giá tại tại chùa luôn nha quý giá. Có tổ chức cái lễ đua cái ngon mini tại chùa vào ngày 16 nha quý giá. Theo thông tin của Hoàng Toàn cũng được biết thì ngày 16 thì sẽ có tổ chức cái lễ đua cái ngon mini. Và quý khán giả nào có sự quan tâm thì đến chùa tôm núp để xem nha quý giá, xem cái chân đậu đua ngon mini như thế nào. Đây là cận cảnh bên trong nhà ghe, rất là rộng rãi nha quý gia. Ghe ngô chùa tôm núp có tới 6 chiếc ghe ngô luôn nha quý gia, rất là nhiều ghe luôn, một chùa nhiều ghe nhất tại tỉnh Sóc Trăng luôn. Đây là rồng đỏ nha quý gia. Đó là ghe ngô tập luyện của chùa, ghe ngô nữ mua từ chùa không bông top nhưng mà không bông chóp sản hiệp để cho nữ tập luyện nha quý gia. Và phía đó mình sẽ qua lại review sơ một dòng cái bên sau cái nhà ghe của chùa cho quý giả cùng theo dõi ghe tôm núp có sự chuẩn bị như thế nào cho mùa giải 2023 hay không. Đây là ghe ngô tôm núp 2 rất là đẹp luôn nha quý giả. Đây là nhà ghe tôm núp rất là rộng rãi luôn nha quý giả, để 3 chiếc ghe ngô những con rộng.
cái chùa Đồ Xấu của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu như vậy đó. Thì sử dụng cho việc tập luyện đấy như vậy đó. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ review sơ một dòng cho quý giả cùng theo dõi nha. Đây là xung quanh cái dãy ghế chùa. Vậy video của Hoàn Toàn TV đến đây sẽ kết thúc nha quý vị. Và hẹn gặp lại quý khán giả video tiếp theo. Và mong quý khán giả nếu mà thấy hay nhớ like và share và đăng ký cho Hoàn Toàn TV để Hoàn Toàn TV có động lực để quay review và chia sẻ những cái hoạt động văn hóa của dân tộc Khmer cho quý khán giả cùng theo dõi nhiều hơn nữa nha. Đây. Vậy video của Hoàn Toàn TV sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Đây là cảnh bên trong khu vực để nhà ghe của chùa Tâm Đốc, rất là rộng rãi nha mọi người. Thì chùa Tâm Đốc có hai cái nhà ghe rất là rộng rãi luôn. Và bên cạnh đó là chứa được 5 chiếc ghe nha mọi người. Chùa có nhiều ghe ngon nhất tại tỉnh Sóc Trăng hiện giờ. Đây, và video mình sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mà thấy hay like và share và comment bên dưới giúp Hoàn Toàn TV để Hoàn Toàn TV có cái động lực để quay và review chia sẻ những cái thước phim hay cho khán giả được chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa nha. Vậy video của Hoàn Toàn sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại quý khán giả một video tiếp theo. Và cuối lời thì Hoàn Toàn cũng chúc cho quý khán giả một ngày mới thật là an lành trong cuộc sống nha. Đây là quanh cái nhà chùa Tâm Đốc.